Alo, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình xin quay cái máy rửa bình này mọi người, để gửi về trên Dầu Tiếng, Bình Dương. Mình mới thử xong nè, chạy bằng điện một pha 22. Trong đó là máy có một ngăn rửa bằng chổi và một ngăn tráng chlorin bình B. Đây, cụ thể như sau. Em mở đèn led lên. Ở đây thì có một cái nút là nút tráng bình. Cái nút tráng bình nè có 3 chế độ: chế độ dừng, chế độ tự động và chế độ bằng tay. Bên đây là nút rửa bình thì cũng giống vậy luôn. Đó, rửa bình giống vậy luôn. Có cái đồng hồ để báo vô ampe, đèn báo. Đó, trong là trong tủ à. Trong tủ thì có CB bảo vệ và cái khởi động từ để chạy dây bơm tráng, khởi động từ chạy bơm rửa đó, domino. Đồng hồ thời gian chỉnh cái chế độ rửa nhanh chậm, tức là rửa thời gian chỉnh dài hay ngắn á, đó, chỉnh trên cái đồng hồ này. Nó có timer tráng và timer rửa. Thấy không? Tủ rồi đầy quay. Làm cao ráo, cắt nước. Cắt nước chỗ này luôn. Inox luôn nha mọi người nha. Inox luôn. Đây là cái ngăn tráng. Đây là cái lẫy này để khi mà chạy thì nó sẽ đè cái lẫy này xuống, bỏ cái bình vô nó đè cái lẫy này xuống và nó tự động nó phun nước này lên. Bên này cũng vậy. Bên này nó cũng có cái lẫy đè là nó phun nước ở trên cái vòi này ra vô cái bình đây, và đồng thời trong này nó cũng có cái lỗ. Đó, cái lỗ này để nó phun nước ra. Phun nước ra nó rửa vệ sinh trong bình rất là sạch sẽ. Thì ở đây nó có 6 chỗ nha mọi người nha. Đây, chỗ cho một cái chỗ dưới nè. Cái chỗ giữa nè, ba cái chỗ hông nè. Và trên đây là một cái chỗ đế. Đây là một cái chỗ đế để nó quét. Chỗ đế này mình làm cao cao thấp là nó khác nhau rồi, thấy không mọi người? Đó. Cái chỗ đế này mình làm cao thấp khác nhau để nó quét vô tận trong đáy luôn à. Tận đáy luôn. Đấy, chỗ này chỗ rửa trong nè. Chỗ rửa trong. Quét rất là sạch. Khi mà mình bật chế độ tự động lên là thì đưa xuống nó chạy, còn trong này thì nó sẽ có hai con bơm inox với là một con motor kéo. Đó. Hai con bơm inox, một con motor kéo. Mục đích là để nó kéo cho chổi quay và hai con bơm là nó bơm độc lập nhau. Được chưa? Rồi. Khi mà bật CB lên, bật CB điện lên nè. Thì mình bật qua chế độ tự động nè. Đấy. Mình để cái này xuống thì nó sẽ chạy nè. Dỡ lên nó tắt, để xuống chạy. Mình đang thử khô nên chưa có nước nha mọi người. Cái này máy này mình làm dây điện sẵn rồi. Về mình đấu một pha 22 với lại ống nước 34 vô là được. Đó. Nó chạy đúng thời gian nó ngắt nha mọi người. Để xuống lại chạy đúng cái thời gian nó ngắt nè. Đó, nó đứng nó ngắt rồi đó. Thì đúng thời gian ngắt, còn thằng này cũng vậy. Thằng này khi mình bỏ cái bình vô nó tác động cái lẫy này nó cũng tự phun nước. Và đúng thời gian là nó ngắt luôn. Đó, ngắt rồi. Ở đây thì mình có cái motor này nó hút là nó bơm vòng vòng này, mua cái bơm này là bơm tráng, còn cái trong này là cái bơm cái đầu này là ống 34 để nước nước sạch vào để mình rửa bên cái ngăn chổi. Đấu ống nước 34 vô đây là xong rồi nè. Ống nước 34 đấu vô motor này là xong nha mọi người nha. Rất đơn giản, máy rửa rất đơn giản. Về mọi người có thể tự lắp ráp vô trong cái nơi làm việc của mình một cách rất là thuận tiện. Mọi người có thể tự lắp vô đây từ để cho nó rửa luôn, không cần phải thợ đi theo lắp. Ở đây mà mình làm sẵn cái cọng dây điện nè, dài khoảng 5 mét. Sợi dây điện dài 5 mét về đấu vô cái CB một pha nha mọi người nha. Cáp điện một pha khoảng 10 ampe cho nó là dạy đủ rồi.
một pha. Nếu mà nhà ai có điện 3 pha thì đặt mình điện 3 pha nha. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh. Ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh nha, ủng hộ giúp mình nha mọi người nha. Còn ai có nhu cầu mua máy rửa thì liên hệ mình 0907 749 286. Tên là Đình Chương nha mọi người nha. Đấy. Máy rửa làm rất là chắc chắn luôn. Cái tấm này chưa có xí hết là vì lý do là để sợ nó suốt nè, nó đầy á. Giờ mình gỡ ra bình thường á. Mặt trước mặt sau là mình nhìn vô trong được, nhìn chổi được nha mọi người. Tất cả làm đều inox 304 luôn, kể cả cái đế này cũng làm inox 304 luôn nha mọi người. Đó, có ống thoát nước phi 49 nè. Nước phi 49 làm inox 304 hết toàn bộ nè. Không có inox 201 làm lẫn lộn trong đây đâu nghe mọi người nha. Tất cả đều làm inox 304 hết. Để mình đem lại cái máy nó đẹp, nó hoàn hảo hơn. Rồi chào tạm biệt mọi người. Ai chưa đăng ký kênh đăng ký giúp mình nè. Ở đây nó còn có cái tấm kẹt tê để mà chia lại mọi người. Tấm kẹt tê để chia lại. Đây này có cái tấm này, tấm cửa. Tấm cửa để mình chia chắn lại. Cửa để chia chắn lại. Cửa để chia chắn lại đó. Đó. Chia chắn lại cái máy đẹp hơn. Rất là ok luôn. Rồi sau khi đã thử xong thì mình sẽ mai mình cho xe ba gác nó chở đến chành để giao nha, cho mọi người nha. Chành đi liên tỉnh á, giao trong chành, những cái chành nằm trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình. Chào tạm biệt mọi người. Đây, mình ở Vĩnh Lộc B nha mọi người nha. Vĩnh Lộc B. Đây là đường hẻm D15 của đường Võ Văn Vân. Vĩnh Lộc B. Đó, máy nén khí mấy đồ có đầy đủ hết. Kết thúc kênh đây nha mọi người.